Xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên trung tâm em mới về kho một mẫu sản phẩm máy hàn rất là tiện lợi, phù hợp cho các bác sử dụng trong công việc gia đình hoặc là các bác thợ làm nghề để sử dụng đi công trình xa. Các bác có thể là xách đi xách lại rất là tiện lợi nhé. Một mẫu máy mà đang được rất nhiều các bác khách hàng tin dùng và sử dụng trên thị trường trong cái thời gian gần đây. Rất nhiều bác là đã quan tâm và hỏi bên em về cái mẫu sản phẩm này. Hôm nay thì em nó đã về đến kho nhá. Thì em sẽ review và chi tiết tới toàn thể các bác nhà mình. Mời các bác cùng xem, tham khảo và lựa chọn cái mẫu sản phẩm này bên em. Em sẽ chi tiết về đầy đủ chọn bộ sản phẩm và sẽ đo cho các bác về kích cỡ cũng như là thông báo cho các bác về trọng lượng của máy luôn nhé. Đây, thứ nhất là bên em có đặt lên cân máy hàn Sasuke các nhé. Đây em sẽ cân cho các bác tham khảo về cái trọng lượng của máy này. Đây em chỉ cân nguyên máy nhé, chưa có theo phụ kiện gì nhé. Đây cái trọng lượng của máy là 2,2kg này các bác này. Đấy, một chiếc máy rất là nhỏ gọn, đẹp và chắc chắn. Thì em sẽ đo cho các bác về cái chiều dài cũng như là chiều cao của máy luôn. Đây là về cái phần chiều dài nhá, 22cm này các bác này. Máy dài 22cm và cái chiều cao nhá, chiều cao sẽ là 15cm. Đấy, một cái kích thước cực kỳ là nhỏ gọn. Nhỏ gọn nhưng mà nó cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Cái này nó là hàng chất lượng nhá. Để em sẽ chi tiết cho các bác về cái phần thông số trên vỏ hộp này. Đó, em sẽ đo cho các bác và cả về cái chiều ngang này luôn. Đây vừa nãy em quên, em chưa đo. Đây là về cái phần chỗ cắm dây của các bác đây. Chiều ngang này, chiều ngang là 10cm nha các bác nhé. Đấy, chiều ngang của máy là 10cm, cực kỳ là nhỏ gọn đây. Chiều ngang là 10 nhé. Đó, về cái phần thông số ở bên ngoài này. Đây là model là ZX7200F, máy Sasuke. Đây là về cái phần thông số ở trên vỏ hộp nhé. Và phụ kiện đi kèm đầy đủ cho các bác này. Thứ nhất là các bác có máy nhé. Và có kèm theo là một cái mo hàn đây. Mo hàn này. Có phiếu bảo hành chính hãng của công ty nhé các bác nhé. Đây các bác có phiếu bảo hành chính hãng này. Có một cái gõ rỉ luôn này. Và có dây đeo máy nhé. Cái máy này nhỏ gọn thì các bác có thể là sử dụng đeo khi mà các bác làm việc ở trên cam. Và sẽ đi kèm theo cho các bác đây. Nó sẽ có đầy đủ dây hàn, kìm hàn và kẹp mát. Đây cái dây này em thấy nó cũng khá là dài đấy, chắc nó chừng độ 2 đến 3 mét gì đó ạ. Chừng tầm 2 đến 3 mét nha các bác nhá. Em sẽ quay chi tiết về máy để cho các bác được cùng tham khảo. Đây, về cái phần cái củ cắm dây này, cái củ này là củ nhỏ nha các bác nhá, củ nhỏ ạ. Đấy, đây là về model máy đây. Máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn, máy Sasuke này các bác này. Đây là về cái phần công tắc nhá. Thì cái sản phẩm này bên em mới và cái số lượng rất là nhiều. Bên em sẽ có một cái chương trình tri ân với cái giá rất là rẻ để gửi tới toàn thể các bác trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Các bác mà có nhu cầu quan tâm thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm Điện Máy Ngọc Mai. Đây các bác liên hệ trực tiếp qua hai đầu số điện thoại của bên em là 0378487818 hoặc 0989458200. Và các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng tại trung tâm Điện Máy Ngọc Mai thì các bác chưa cần phải đặt cọc, chưa cần phải chuyển khoản gì hết. Các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm nhé. Với cái mẫu sản phẩm máy hàn Sasuke cực kỳ là nhỏ gọn, đẹp và chắc chắn. Máy chuyên hàn que thôi nhá. Các bác có thể là hàn que, nếu như mà để cho nó đảm bảo cái tuổi thọ của máy nó được cao, các bác cứ hàn cho em cái que hàn que 2,5 ly là ok. Với cái sản phẩm này bên em nhận gửi ship code trên toàn quốc. Giá của sản phẩm bên em đang có cái chương trình tri ân là 950.000 đồng. Bên em miễn phí vận chuyển trên toàn quốc và tận nơi cho các bác. Các bác ở bất kỳ nơi đâu, các bác chỉ cần để lại số điện thoại và địa chỉ là bên em sẽ gửi hàng về tận cửa nhà cho các bác. Nhận hàng các bác được kiểm tra hàng và test máy đầy đủ trước khi trả tiền, cho nên là các bác yên tâm nhé. Bác nào đang có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm Điện Máy Ngọc Mai để sở hữu cái dòng sản phẩm này. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây.
Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và chuông báo của bên em để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây nhé.